đỡ mà. Là tôi phải chia tay với rất nhiều các bạn nhân sự của tôi. Mỗi bạn đi một đường, mỗi bạn đi một ngả. Vì lúc đấy tôi không không còn đủ năng lực để dẫn dắt công ty nữa, không còn đủ tài chính để mà trả lương cho các bạn nữa. Sự khôn lỏi. Mọi người hay nói về cái điều đấy của chúng ta. Nhưng mà bây giờ chúng ta hiểu rằng để mà tồn tại, để mà phát triển thật sự bền vững trong cuộc đời này thì chúng ta phải chính trực, phải rõ ràng. Thật sự bền vững trong cuộc, chính trực và rõ ràng. Còn những ai khôn lỏi thì chỉ chộp giật được một hai cơ hội thôi. Sau cuối cùng thì mất bạn, mất các mối quan hệ, mất nhiều thứ lắm và khó để mà làm lại. Nếu mà mình chơi khôn lỏi trong cái hành trình này, khó để mà làm lại được. Vì chẳng ai muốn chơi với bạn nữa. Chính trực và rõ ràng. Năm 2015-16, tôi phải đóng cửa một công ty. 16-17. Và tôi phải chia tay với rất nhiều các bạn nhân sự của tôi. Mỗi bạn đi một đường, mỗi bạn đi một ngả. Vì lúc đấy tôi không còn đủ năng lực để dẫn dắt công ty nữa, không còn đủ chính tài trực chính và rõ ràng để mà trả lương cho các bạn nữa. Nhưng đến khi Học viện Minh Trí Thành được thành lập lại, quay lại không còn để làm việc và tôi chính khỏe trực lại và rõ ràng, thì có rất nhiều nhân sự cũ quay lại làm việc với tôi, bởi vì họ thấy được có thể là cái cách chơi của tôi khá hay. Và thì họ có rất nhiều nhân sự tôi cũ quay lại làm việc. Nhưng nếu tôi có sự khôn lỏi thì họ sẽ không bao giờ họ quay lại hết. Và tôi sẽ mất hẳn đi một con người tuyệt vời, những mối quan hệ tuyệt vời. Nên trong hành trình cuộc đời này có lúc bạn ngã, mình gọi là lúc lên voi lúc xuống chó. Lúc bạn ngã thì có rất nhiều nhân sự tôi. Nhưng nếu như bạn vẫn thẳng thắn, chính trực, rõ ràng thì cái con đường của bạn đi nó đều rất là thanh thang, rất thanh thang. Nhưng nếu bạn chỉ cần khôn lỏi một chút thôi, cách bạn làm một việc là cách bạn làm mọi việc. Và tất cả vô thức của chúng ta thông với nhau. Quy luật thì có rất nhiều nhân sự tôi ở cái vũ trụ này, đấy là quy luật lượng tử. Và chúng ta được kết nối với nhau. Và vì thế bạn làm cái gì họ biết hết mà. Ý thức thì họ không biết đâu. Nhưng nếu bạn chỉ cần khôn lỏi cảm nhận được cái điều đấy. Và vì vậy quy luật vận hành dần dần khi bạn khôn lỏi ở cái vũ trụ này, đấy là quy luật lượng tử cái và chúng ta được kết nối với nhau trong cái năng lượng. Và vì thế bạn làm cái gì họ biết hết, con người đó với nhau, ý thức thì họ. Và rồi dần dần thì bạn cũng bị, nhưng nếu bạn chỉ cần khôn lỏi họ cảm nhận được cái điều đấy. Nên là ngày xưa, ngày xửa, ngày xưa. Và vì vậy mình lớn lên trong quy luật vận hành, mình lớn lên ở cái vũ trụ này, đấy là quy luật lượng tử và chúng ta được kết nối với nhau, nên không được dạy dỗ nhiều về mà vì thế bạn làm cái gì họ thì biết có thể hết mình mà. Phạm vài cái sai lầm họ như thế. Nhưng đến bây giờ mình, nhưng nếu bạn chỉ cần khôn lỏi họ để cảm nhận được cái điều đời này nó khác cơ, rất cần sự tử tế và rõ ràng. Chưa nên là sẽ không còn mình cái, lớn không lên còn trong chỗ đói khổ sự khôn lỏi nữa đâu. Mình lớn lên trong nghèo khó, mình có được kết nối với nhau cái này khôn lỏi cái kia thì học dần dần học cách để mà tốt nghiệp đi. Nếu không thì các con cũng sẽ sao chép. Việc dễ bạn chọn làm, việc khó để ai làm. Nhưng thành công lại đến từ cái việc khó đấy. Thành công đến từ cái việc khó. Họ không làm thì bạn cứ làm đi và bạn có kết quả đấy. Tôi có một học viên chia sẻ như này này. Khi mà đi đền Bà Chúa Kho ấy, người thì khuân bánh, người thì khuân gà. Người thì khuân bánh, người thì khuân gà, mà mỗi người phải khuân và các bậc thì khá là cao. Mà đầu năm thì rất là đông. Thì chị bảo là trong tất cả các chị em dâu hôm đấy em khôn lỏi cô Lanh ạ. Khôn lỏi và chọn sách mã. Mã là nhẹ nhất đúng không? Thì em chọn sách mã. Thế còn gà mới sôi nặng lắm. Gà mới sôi mới giò nặng lắm. Nên là em chọn sách mã cho nó nhẹ. Thế thì đến lúc mà ở ngoài chùa thì nhẹ, đúng nhẹ thật, trông nó lồng cồng thôi nhưng nó nhẹ. Thì em cứ xách tung tăng, em hài lòng lắm vì em đã khôn lỏi. Nhưng đến khi mà vào, bắt đầu lên các bậc cầu thang đông chen 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 nhau chặt cứng luôn,
và em phải giơ tay lên trời như này. Đỡ mã, bởi vì nếu mà sách thì bẹp rú mã luôn. Nên là em phải giơ tay lên trời để em đỡ mã. Nếu không thì nó sẽ bị bẹp. Và em mỏi hình như hết cả hai tay. Mà lúc đấy em hối hận vì em đã chọn sách mã. Và em tự nói với chính mình rằng đúng là người tính không bằng trời tính. Mình đúng đang bị quả báo. Các bà kia sách con gái, sách xôi thôi, các bà cứ đi ton ton. Ai làm bẹp được con gà? Ai làm bẹp được đĩa xôi? Ai làm bẹp được khoanh giò? Nhưng mà bởi vì em sách mã nên em phải giơ cái tay lên em đỡ. Nên là mỏi em nhừ hết cả hai tay mà không hạ được xuống, vì hạ là nó bị bẹp ngay. Nên là người tính thì không bằng trời tính, chị bảo thế. Đúng rồi đấy, chính xác là như vậy. Đấy là một việc nhỏ thôi nhé, nhưng nó sẽ hiển lộ ở tất cả các việc trong cuộc đời này. Tất cả luôn. Vì cách bạn làm một việc là cách bạn làm mọi việc mà. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký màu đỏ và bấm vào nút hình quả chuông chọn tất cả để giúp cô Lanh đạt được nút vàng YouTube nhé.